Tin giáo xứ Kim Long Thánh lễ ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Kim Long Vào lúc 9 giờ thứ năm ngày 2 tháng 8 năm 2018 Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường đã về thăm viếng một vụ tại giáo xứ Kim Long và chủ tế thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 43 em thuộc giáo xứ Kim Long và 3 em tại giáo xứ Tây Ninh Mở lời đầu thánh lễ, Đức cha Du chúc mừng tất cả các em được thêm sức hôm nay. Đức cha cũng nói lên ý nghĩa của nghi thức hôm nay. Đồng thời, Ngài mời gọi Cộng đoàn Hiệp ý Cầu Nguyện để ơn Chúa Thánh Thần xuống dồi dào trên các em, cũng như quý phụ huynh và những người đã hướng dẫn, dạy dỗ các em. Trong phần giảng lễ, Đức cha chia sẻ với các em về mục đích và ý nghĩa của nghi thức ban phép thêm sức là ban ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần biến đổi từng người từ con người cũ trở thành con người mới. Đức Cha cũng chia sẻ với Cộng đoàn về lời Chúa trong bài tin mừng. Không phải vào lúc này thì Chúa Thánh Thần mới xuất hiện đồng hành với con người. Nhưng từ xa xưa, Thiên Chúa đã ban Chúa Thánh Thần đồng hành với con người qua việc thổi hơi vào cục đất sét khi tạo dựng loài người. Và chính thần khí của Thiên Chúa đã thánh hóa cục đất sét thành con người. Sau khi lập lại lời tuyên xưng đức tin, nghi thức ban bí tích thêm sức được cử hành thật trang nghiêm và sốt sắng, lạy Chúa Thánh Thần. Lời bài hát vang lên cũng chính là giây phút linh thiêng khi 46 em và cha mẹ đỡ đầu lần lượt tiến bước lên cung thánh để lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Kể từ đây, các em được hiến thánh cho Thiên Chúa, được ban sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần ra đi làm chứng và bảo vệ đức tin bằng lời nói cũng như hành động trở thành chiến sĩ của đức Kitô cuối thánh lễ sau lời cảm ơn của vị đại diện giáo sứ gửi đến đức cha quý cha quý gì một em đại diện đã nói lên tâm tình của mình trong ngày trọng đại hôm nay và nói lên lời cảm ơn sâu sắc tới đức cha quý cha quý gì quý thầy và quý giáo lý viên trước khi ban phép lần cuối lễ Đức cha Du Xe có đôi lời cảm ơn và chào chúc cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ. Mọi người ra về trong hân hoan vì được tham dự thánh lễ ban bí tích thêm sức rất long trọng do tay vị chủ tranh của giáo phận. Các em lòng tràn ngập niềm vui vì đã được rước Chúa vào lòng và nhận ơn Chúa Thánh Thần, để từ nay các em sẽ là chiến sĩ của Đức Kitô làm chứng cho người giữa thế giới hôm nay.